Lê Diệu Tường, Mạch Trường Thanh đóng lại Trư Bát Giới sau 27 năm và được khen ngợi. Bộ phim truyền hình Tây Du Ký do TVB ra mắt 27 năm trước rất ăn khách, lập kỷ lục rating 44 điểm, rất hùng hậu. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng phim vẫn là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển trong tâm trí nhiều người. Không ngờ rằng nhiều năm sau, hai anh em Lê Diệu Tường và Mạch Trường Thanh trong phim sẽ lại mặc trang phục đóng Trư Bát Giới và Sa Tăng. Cả hai đã cùng nhau quay quảng cáo cho game di động trong một thời gian dài ở đại lục, khiến nhiều cư dân mạng thẳng thừng cho rằng không có nhiều thay đổi. Một lần nữa gợi lại ký ức tuổi thơ của mọi người, từ những bức ảnh được Mạch Trường Thanh đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy anh và Lê Diệu Tường một lần nữa mặc trang phục đóng Trư Bát Giới và Sa Tăng. Sau 27 năm, họ lại khoác lên mình trang phục của bộ truyện, và không có nhiều thay đổi cả. Cả hai tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng thân hình và ngoại hình vẫn rất phong độ, không khác mấy so với diện trang phục cổ trang khi còn trẻ. Lê Diệu Tường vẫn sôi nổi hoạt bát, Mạch Trường Thanh vẫn lương thiện và đáng yêu. Trong lần hợp tác này, họ đã rất vui vẻ và thể hiện đầy đủ đặc điểm của các nhân vật trong phim. Mạch Trường Thanh để lại lời nhắn, hai anh em cuối cùng cũng hợp tác lại với nhau. Có phải là mong đợi của bạn không? Haha, Tây Du Ký năm 1996 là một bộ phim có nội dung phim xoay quanh hành trình đi lấy kinh đầy gian nam, thử thách của bốn thầy trò Đường Tăng. Ở phiên bản này, phim nhận được sự khen chê khác nhau và có cốt truyện thay đổi rất nhiều so với nguyên tác nhưng vẫn tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn đặc biệt, mang đúng chất thương hiệu TVB. Điều đặc biệt chính là vai diễn Tôn Ngộ Không của Trương Vệ Kiện, anh đã xuất sắc truyền tải đến với khán giả một tề thiên đại thánh khác lạ. Tuy khó có thể so sánh với bản gốc nhưng đó là một nhân vật thực sự tạo được ấn tượng so với các phiên bản khác. Trần Cẩm Hồng 56 tuổi cho thấy da xanh xao, gầy gò và hốc hác, trái ngược hoàn toàn với nước da hồng hào của Ngô Nghị Tướng. Trần Cẩm Hồng, 56 tuổi, chủ yếu xuất hiện trên sân khấu trong những năm gần đây để kiếm tiền. Vài ngày trước, anh và người bạn lâu năm Ngô Nghị Tướng sẽ biểu diễn cùng nhau. Đây là cơ hội hiếm có để hai người gặp nhau. Ngô Nghị Tướng tải lên một video và viết, tình bạn mãi mãi, bạn tốt cả đời. Như trong video, hai người đang ngồi cạnh nhau. Hiếm khi gặp nhau sau bao nhiêu năm, Trần Cẩm Hồng mặc vest cũng chào ống kính với thái độ thân thiện. Nhưng anh có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, khi cười lộ rõ vết chân chim, tóc cũng bạc hơn khiến anh trông phờ phạc. Một số cư dân mạng nhận thấy rằng nước da của Trần Cẩm Hồng có màu xám xịt, trái ngược hoàn toàn với nước da hồng hào của Ngô Nghị Tướng. Điều này khiến nhiều người lo lắng cho tình trạng thể chất của anh ấy. Tại sao nước da của anh ấy lại tệ như vậy? Và tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra. Trên thực tế, khi Trần Cẩm Hồng xuất hiện trên sân khấu ở Đại Lục vào năm 2020, đã có thông tin cho rằng anh gặp vấn đề về thể chất do nước da gầy và xanh xao. Tuy nhiên, vợ anh là Đỗ Văn Huệ đã thanh minh rằng sức khỏe của chồng cô vẫn ổn khi trả lời truyền thông, rằng nó có thể chỉ là một vấn đề của quan điểm. Còn Trần Cẩm Hồng cũng nhấn mạnh rằng anh ấy có sức khỏe tốt và sẽ làm việc ở Đại Lục trong vài tháng trước khi trở về Hồng Kông. Vào tháng 10 năm ngoái, Trần Cẩm Hồng đã dùng bữa với Quách Chính Hồng, khi đó sắc mặt của anh ấy trông rất bình thường. Trong những năm gần đây, Trần Cẩm Hồng chủ yếu tham gia các buổi biểu diễn thương mại ở Đại Lục và hát những bài hát vàng cổ điển. Khi được truyền thông Đại Lục phỏng vấn, anh thậm chí còn ca ngợi cuộc sống thoải mái ở Đại Lục. Tôi rất thích Đại Lục, và tôi cũng thích được đứng trên sân khấu ở Đại Lục. Tôi có thể đến nhiều nơi khác nhau để xem, nó thực sự tuyệt vời. Anh ấy đã ở Quảng Châu vào năm 2019 để mua bất động sản và dự định sẽ đưa con trai sang Đại Lục định cư trong tương lai. Nói sơ về Trần Cẩm Hồng, anh sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967 là diễn viên truyền hình và điện ảnh nổi tiếng tại Hồng Kông. Anh là gương mặt diễn viên truyền hình quen thuộc của hãng truyền hình TVB với hàng loạt những phim nổi danh như Nhân viên điều tra, Bí mật của trái tim, Hồ sơ trinh sát 4, Tuyết Sơn Phi Hồ, Vạn Phụng Chi Vương, Bà Nhà Tôi, Thử thách Nghiệt Ngã. Năm 1998, vai diễn đột phá của anh trong bộ phim điện ảnh Hâu Diêu Tai giúp anh giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Singapore. Vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp truyền hình của anh là vai Hứa Văn Bưu trong Thử thách Nghiệt Ngã năm 1999. Trần Cẩm Hồng có hai chị gái và hai em gái, vợ anh là DJ Đỗ Văn Huệ và một con trai tên Trần Giá Hoa, sinh ngày 2 tháng 5 năm 2007. Ngoài ra,
anh và những người bạn của mình còn cùng nhau mở một nhà hàng trong thời kỳ SARS vào năm 2003. Lấy tên là Gang Cha Cholu, sau đó do chủ nhà tăng giá thuê nên Gang Cha Cholu đã được bán vào tháng 3 năm 2007. Gang Cha Cholu mở cửa trở lại vào năm 2010, chính thức mở cửa trở lại vào ngày 13 tháng 11, và Hu Gang Cha Lo cũng đã mở chi nhánh tại Quảng Châu. Hiện tại anh xuất hiện ở những bữa tiệc đại lục để làm ca sĩ và hát lại những ca khúc vàng. Trịnh Gia Dĩnh 53 tuổi xuất hiện trong bệnh viện với vẻ mặt mệt mỏi. Trịnh Gia Dĩnh 53 tuổi và Trần Khải Lâm 31 tuổi rất tình cảm trong nhiều năm kể từ khi họ hẹn hò kết hôn và sinh ra con. Sau đó, họ sống với nhau trong 4 năm và thành lập một gia đình 5 người hạnh phúc. Tuy nhiên, vì lợi ích của ba cậu con trai, Gia Dĩnh vẫn phải làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi vợ dù bà đã ngoài 50 nhưng sức khỏe bị nghi ngờ là đang trong thời kỳ đèn đỏ. Thường xuyên sang đại lục kiếm tiền thật, từng bị nghi ngờ mắc bệnh khi ra Bắc làm việc. Người hâm mộ vô tình bắt gặp anh trong bệnh viện ngồi một mình ngoài sảnh một dáng vẻ u sầu. Và chụp ảnh anh lại, sau đó họ cho biết chỉ thấy anh ấy thực hiện phun sương và treo nước muối, còn tình hình cụ thể thì không rõ, nói sơ về Trịnh Gia Dĩnh. Anh sinh ngày 15 tháng 8 năm 1969 tại San Francisco. Là một nam diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh kim ca sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hồng Kông. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Trịnh Gia Dĩnh bắt đầu trở nên nổi tiếng vào cuối năm 2004 sau khi đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim Tiết Tấu Tình Yêu của TVB. Sau đó, anh đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Thị Đế, năm 2006 tại giải thưởng thường niên TVB với vai chính trong phim Khúc Nhạc Tình Yêu. Anh còn được biết đến với vai diễn Luật sư L.A. trong bộ phim Về Luật sư năm 2011 của đài TVB Tòa án Lương Tâm. Bộ phim đã mang về cho anh giải thưởng thường niên TVB cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng với giải nam nhân vật được yêu thích nhất và giải thưởng truyền hình châu Á cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngày 12 tháng 8 năm 2018, Trịnh Gia Dĩnh và Hoa hậu Hồng Kông 2013 Trần Khải Lâm đã tổ chức đám cưới long trọng tại đảo Bali, Indonesia có sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cả cô dâu, chú rể bao gồm cả dàn sao TVB quen thuộc. Vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh lần lượt chào đón ba cậu con trai kháu khỉnh là Raphael và Yannick vào năm 2019, 2020 và 2023. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!